Chương 65, Ninh Vương Phủ. Tin Dạ Trọng Hoa dùng 6 tòa thành trì của mình để đổi lấy Âu Dương Vũ được lan truyền nhanh chóng khắp Tây Lăng Quốc. Dạ Trọng Hoa là chiến thần tiếng tăm lẫy lừng của Tây Lăng Quốc. Cũng là vị hoàng tử mà dân chúng Tây Lăng tôn sùng nhất, nay lại là vì một người phụ nữ mà mất đi 6 tòa thành, mất đi đất đai của mình. Mà nghe đồn tai tiếng của cô gái đó không gì dơ bẩn hơn. Nào là một cô gái vô dụng, nào là háo sắc. Dân chúng Tây Lăng dấy lên phẫn nộ, căm giận, một cô gái thấp hèn như thế không hề xứng đáng để nhị hoàng tử phải làm như vậy, cũng không xứng đáng trở thành vương phi Tây Lăng quốc của bọn họ. Bọn họ tin tưởng chiến thần vương lẫy lừng nhị hoàng tử từ trước đến nay quyết định mọi chuyện đều có chừng có mực. Chắc chắn là cô gái Âu Dương Vũ kia đã sử dụng bùa mê thuốc lú gì đó dụ dỗ câu dẫn nhị hoàng tử, bắt hoàng tử nhất định phải thành thân với nàng, nhất định là như vậy. Bởi vậy mới nói, Âu Dương Vũ còn chưa chính thức gả cho Tây Lang quốc thì nàng đã bị dân chúng ở đây gọi là hồng nhan họa thủy rồi. Chuyện như thế này Âu Dương Vũ cũng thật không ngờ. Cũng khó mà hiểu được. Đoàn xe đã trải qua mấy ngày, cuối cùng cũng tới được Tây Lang quốc. Đây là lần đầu tiên từ khi bước chân đến thời cổ đại Âu Dương Vũ lại đi xa đến như vậy cho nên cũng có chút tò mò. Nàng vén rèm cửa lên, hứng thú nhìn náo nhiệt bên ngoài. Tây Lăng quốc thoạt nhìn quả thật là một cường quốc phát triển dồi dào, trên phố người người tấp nập rộn ràng nhốn nháo, náo nhiệt vô cùng. Dọc đường có đủ loại người nam thanh nữ tú, quần áo gọn gàng thanh cao. Dạ Trọng Hoa ngồi một bên nhìn thấy Âu Dương Vũ có chút hứng thú với bên ngoài thành đột nhiên cả người kề sát bên nàng ái muội, hơi thở của hắn phun lên khuôn mặt của nàng. Hai cánh tay thon dài vòng qua ôm trọn lấy vòng eo thon gọn của nàng, Âu Dương Vũ có chút dãy dụa, nhưng càng dãy dụa bao nhiêu thì hai cánh tay kia của ai đó lại càng siết chặt lấy nàng bấy nhiêu. Hắn đặt cằm của hắn lên đỉnh đầu nàng thì thầm hỏi, thích không? Không biết, Âu Dương Vũ trầm ngâm, kéo kéo môi, thích thì sao mà không thì sao? Dù gì có một ngày nàng sẽ sớm rời khỏi đây, khi đó nàng sẽ tìm một nơi thích hợp để ngao du sơn thủy. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Dạ Trọng Hoa, ánh mắt hắn bình thản, thần sắc có chút suy nghĩ. Âu Dương Vũ không khỏi thầm nghĩ Tây Lăng quốc có được sự phồn thịnh như ngày hôm nay chắc chắn công lao của vị chiến thần này cũng không có nhỏ a. Dạ Trọng Hoa thấy Âu Dương Vũ nhìn chằm chằm vào mình, trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia gợi lên ý cười tà mị, ghé sát bên tai Âu Dương Vũ nói, Vũ Nhi, ngươi thấy đàn ông trên đất Tây Lăng quốc này, có ai tuấn tú bằng bổn vương không? Mẹ ơi, thế ông thấy trong cái giàn Mỹ Nam này ông có thấy có ai tự mãn bằng ông không? Âu Dương Vũ nghe vậy chỉ cảm thấy mặt mình như đen lại, đây là cái tên mà lúc nào cũng lãnh khốc vô tình kia ư, có ai lại đi đặt câu hỏi mà như câu khẳng định như hắn không cơ chứ? Tự mãn, Âu Dương Vũ khẽ hừ một tiếng nói, Vũ Nhi cảm thấy vương gia là một vị chiến thần ưu tú của Tây Lăng quốc. Là người vất vả vì miếng cơm manh áo, vì hòa bình ấm no cho dân chúng. Thậm chí cả hôn lễ của mình, dân chúng cũng phải bỏ hết việc để đến xem bàn gia tán vào. Quả thật là quá hoàn mỹ, Dạ Trọng Hoa nghe vậy ngẩng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ thấy xung quanh từng tốp dân chúng nhận ra đoàn xe của nhị hoàng tử bọn hắn. Đoàn xe của bọn họ sau đó dừng lại nghỉ chân một lát, giờ phút này, hai bên đường được vây kín bởi phần đông là dân chúng ở đây. Quái lạ, trên mặt của bọn họ thật nhiều biểu cảm cảm xúc khó mà lý giải được a. Nào thì thể hiện sự kiêu ngạo, khi thì khinh bì, khi thì tiếc hận, khi thì ghét hận. Âu Dương Vũ nhìn thấy cảnh tượng ngoài cửa sổ. Rồi quay lại nhìn nét mặt Dạ Trọng Hoa thoáng có chút u ám trầm mặt trong lòng chợt hiểu ra được vài phần. Trong lúc mơ hồ Âu Dương Vũ còn nghe được. Không biết cô gái này có tài cán gì đặc biệt mà đáng để nhị hoàng tử của chúng ta phải dùng đến 6 tòa thành trì đổi lấy. Dạ Trọng Hoa mặc cho những lời nói bên ngoài, vươn tay buông rèm cửa xuống, kéo Âu Dương Vũ vào lòng mình bá đạo nói, đừng để ý. Âu Dương Vũ định mở miệng nói rõ với hắn, nàng cũng không có để ý đến những lời nói đó, chợt nghe bên ngoài càng ngày âm thanh càng trở nên hỗn độn, lớn nháo. Âu Dương Vũ nghi hoặc nhìn Dạ Trọng Hoa liếc mắt một cái, bên ngoài xe liền vang lên âm thanh nhu nhược chói tai của một người con gái tiểu nữ bái kiến vương gia. Dạ Trọng Hoa nhắm mắt dưỡng thần. Dường như hắn không có ý định nghe cũng không có ý định quan tâm. Cô gái bên ngoài thấy người bên trong không có phản ứng bèn tiếp tục kiên trì nói, vương gia, hôm nay tiểu nữ đến đây đại diện cho dân chúng ở Tây Lăng quốc xin góp ý kiến một chút với vương gia. Vương gia, ngài là chiến thần độc nhất vô nhị tài mạo vô song của Tây Lăng quốc chúng ta. Chúng ta tôn kính ngài, sùng bái ngài, nhưng tại sao chỉ vì một cô gái mà ngài lại bất chấp dùng 6 tòa thành trì của mình để đổi lấy? Chúng tôi biết ngài chắc chắn đã bị hồ ly tinh kia dụ dỗ mị hoặc. Cho nên hôm nay chúng tôi đến cầu xin ngài, đừng để hồng nhan họa thủy.
Dạ Trọng Hoa mặt mày nhăn lại, hai mắt đột ngột mở ra, tỏa ra một thần sắc lạnh như băng. Âu Dương Vũ không có để ý đến sắc mặt ngày càng âm trầm của Dạ Trọng Hoa. Nghe thấy những lời nói này có chút hưng phấn, cô gái này trông có vẻ vụng về đáng thương, dù sao cô ta cũng chỉ muốn dùng lý do này nọ để gây ấn tượng xấu của mình trong mắt Dạ Trọng Hoa thôi. Có điều cũng tốt, hậu quả nàng có thể gánh. Sau khi Dạ Trọng Hoa nghe được câu cuối cùng từ miệng của cô dân nữ kia thì đột nhiên đứng dậy. Tiêu Sái sải bước mở cửa xe, cô gái bên ngoài mắt thấy Dạ Trọng Hoa mở cửa đi ra, trên gương mặt kiều mị lộ ra ý cười. Khi nàng đem tầm mắt của mình dừng lại trên gương mặt hung ác lạnh băng của Dạ Trọng Hoa, ý cười lập tức đọng lại bên môi. Ánh mắt Dạ Trọng Hoa u ám mang theo tia cảnh cáo sắc nhọn khiến cho những người xung quanh không khỏi hoảng sợ lui ra xa, hắn đưa mắt nhìn cô gái trước mặt âm thanh lạnh lùng nói. Đại diện cho dân chúng Tây Lăng, cô gái chần chờ một chút kiên trì ôn nhu nói, vâng. Dạ Trọng Hoa cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, cô lấy đâu ra cái quyền đó. Ai bảo cô làm đại diện cho Tây Lăng Quốc, cô gái vừa nghe xong nháy mắt sắc mặt tái nhợt. Đang định đưa tay chỉ những dân chúng xung quanh, Dạ Trọng Hoa tiếp tục tuyên bố từ khi nào chuyện tuyển vương phi của bổn vương đã đến phiên các người can thiệp. Vương phi của bổn vương, đừng nói là dùng 6 tòa thành trì, chỉ cần bổn vương thích cái gì cũng có thể cho nàng. Bá đạo, anh giai à, anh có thể bứt bá đạo đi được không hả? Nói xong không hề liếc mắt nhìn cô gái kia thêm lần nào, chỉ lãnh đạm ra lệnh phân phó, người đâu tội xem nhẹ vương phi, bắt giam. Cô gái nghe vậy từ từ ngã xuống đất, chỉ biết khóc lóc kêu vương ra, Dạ Trọng Hoa lập tức xoay người đi vào xe ngựa, đối với những hạng người như thế, hắn một chút cũng không quan tâm. Càng không muốn lãng phí thời gian với sức lực chậm rãi đến ngồi bên cạnh Âu Dương Vũ. Xe ngựa một lần nữa khởi hành đi về phía trước. Âu Dương Vũ đưa mắt nhìn sang thấy nét mặt vẫn như trước âm trầm của Dạ Trọng Hoa thì giơ tay lên rót một chén trà cho hắn, việc này ta không để bụng thì thôi, vương gia ngài tức giận làm gì? Huống hồ cô gái kia nói ta là hồng nhan họa thủy, ta cảm thấy rất hài lòng. Dạ Trọng Hoa đưa tay nâng chén trà lên uống một ngụm trà xanh, hắn khẽ vuốt mép chén trà, nhìn Âu Dương Vũ bằng ánh mắt thản nhiên đầy tà mị, vậy sao? Âu Dương Vũ nghiêm mặt nói, chỉ có điều xem ra dân chúng ở Tây Lăng Quốc này thực sự không thích loại vương phi hồng nhan họa thủy như ta đâu, hay là chúng ta sớm. Sớm động phòng, Dạ Trọng Hoa chen ngang đánh gãy câu nói của Âu Dương Vũ, hắn vươn ngón tay thon dài ra giữ chặt lấy cằm Âu Dương Vũ, trên mặt khẽ giơ lên ý cười tà mị đầy mê hoặc. Xem ra vương phi không thể chờ lâu hơn nữa. Hửm. Âu Dương Vũ chập 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 ba tiếng, đẩy cánh tay hắn ra, nàng lúc này chẳng có tâm tư đâu mà đi đùa giỡn chơi trò mập mờ với hắn. Nàng thậm chí còn không biết có bao nhiêu điều phiền toái đang chờ trước mắt nàng đâu. Dạ Trọng Hoa nhìn bộ dạng đang suy nghĩ sâu xa của Âu Dương Vũ, khóe môi thản nhiên cong lên. Từ lúc quen biết nàng đến nay, trong mắt hắn, nàng khi thì cơ trí, khi thì dũng cảm, khi thì lúng túng, khi thì trầm mặc. Càng tiếp xúc với nàng, hắn từng bước cảm nhận được nhiều tính cách trong con người nàng. Mỗi phần tính cách đó hắn đều cảm thấy thú vị. Dạ Trọng Hoa lại một lần nữa vươn tay ra kéo Âu Dương Vũ ôm vào trong lòng, sau đó lại nghe thấy âm thanh tức giận của Âu Dương Vũ, Dạ Trọng Hoa. Ta là hồng nhan họa thủy đấy, tốt nhất là ngươi nên cách xa ta ra một chút đi. Dạ Trọng Hoa nghe vậy khẽ cười nói, dù sao thì nàng cũng chỉ có thể là hồng nhan họa thủy của bổn vương. Đi được một lát, đoàn xe liền dừng lại ở trước một tòa cung điện lớn, Âu Dương Vũ từ trên xe đi xuống, lọt vào trong tầm mắt đó chính là một nơi có thể được gọi là tòa lâu đài tráng lệ ở nước ngoài. Trên cánh cổng lớn phía trước đề hai chữ Lưu Viên. Hai chữ này vừa đọc xong đã thấy một sự cuồng ngạo không thể chịu đựng được. Vừa hào phóng xong vẫn mang theo sự mạnh mẽ, giống như bản chất của vị chiến thần đang đứng ngay bên cạnh nàng lúc này, Dạ Trọng Hoa đứng bên cạnh Âu Dương Vũ. Thấy nàng nhìn hai chữ đề trên cửa đến mê mẩn thì không khỏi bật cười, nắm nhẹ tay nàng, dắt nàng đi vào bên trong. Âu Dương Vũ thuận thế đi theo Dạ Trọng Hoa đi vào cung điện đồ sộ đó. Khi Âu Dương Vũ còn chưa có bước qua cánh cổng thì đã nhìn thấy một hồ nước biếc bên trong khuôn viên phía trước vô cùng đẹp mắt. Bên trong vườn lấy núi đá làm chủ đạo, đối diện là một tòa thổ sơn, được đặt tinh tế có một cảm giác thoải mái dễ chịu khó tả. Bên dưới núi đá kia có một cái hồ nhỏ. Núi đá với nước hồ được kết hợp với nhau bằng một lối đi nhỏ gấp khúc. Dạ Trọng Hoa đưa nàng đi lên phía trước đỉnh, bởi vì đứng trên cao cho nên cảnh sắc phong cảnh ở đây đều lọt hết trong đáy mắt của nàng. Âu Dương Vũ không khỏi trầm trồ khen ngợi nghệ thuật làm vườn độc đáo ở đây, lấy non sông tươi đẹp kết hợp cùng với cung đình lầu các. Lấy khung cảnh tự nhiên sinh ý của đất trời kết hợp cùng với nghệ thuật sáng tạo của nghệ nhân quả thực là đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh.
Toàn bộ cung điện này được chia làm 4 bộ phận Đông, Tây, Bắc và khu trung tâm. Khu trung tâm lấy phong cảnh nước non làm chủ đạo, cũng chính là khu hoa viên lúc nãy giữa hai khu tiểu viện. Khu trung tâm lại phân ra làm hai, khi đó là khu Đông và khu Tây. Phần phía Tây chủ yếu là sơn thủy, còn phía Đông đa phần nghiêng về bên kiến trúc. Khu Nam với khu Bắc là núi non. Trung tâm là thành trì, khu Đông với Nam là kiến trúc. Trước mắt nàng, cây cỏ ở đây đều xanh tươi tốt, yên tĩnh mà lại gần gũi với thiên nhiên, quả thực làm nên sự khác biệt đặc trưng. Âu Dương Vũ chỉ cảm thấy phong cảnh xung quanh như vậy khiến cho tâm tình của người ta càng thêm vui sướng, quay đầu nhìn về phía Dạ Trọng Hoa, sắc mặt tràn đầy ý cười. Dạ Trọng Hoa cười khẽ hỏi, thích sao? Âu Dương Vũ thản nhiên gật đầu, lên tiếng đáp, cảnh sắc rất đẹp. Dạ Trọng Hoa vươn tay ra khẽ vuốt ve vài sợi tóc rối của Âu Dương Vũ, ánh mắt như những viên đá thủy tinh dưới ánh mặt trời sáng chói mắt chợt lóe lên vẻ nghiêm nghị khí duệ, nói, đại hôn sắp đến. Trước tiên nàng cứ ở đây, sau này bổn vương sẽ sắp xếp một chỗ tốt hơn cho nàng. Vừa dứt lời, bên ngoài liền có người vào bẩm báo, vương gia, hoàng thượng triệu ngài vào cung. Dạ Trọng Hoa thản nhiên nhíu nhíu mày, phụ hoàng ra tay nhanh thật. Hắn cúi đầu nhìn Âu Dương Vũ, mắt thấy nàng đang cúi đầu chăm chú nhìn vào trong hồ cá, khẽ nói với nàng, Vũ Nhi, nếu mệt mỏi thì đi nghỉ, ta đi một lát rồi về ngay. Âu Dương Vũ ngẩng đầu cười nói. Vương gia, ngài đi đường cẩn thận. Sau khi Dạ Trọng Hoa rời đi, nha đầu hầu hạ bên cạnh Âu Dương Vũ liền mở miệng nói, Vương Phi, Vương gia đã sớm phân phó hạ nhân chuẩn bị phòng cho người, nô tỳ dẫn người đi xem. Được. Âu Dương Vũ được Trúc Lục dẫn đến phòng của nàng, cửa phòng được gắn thêm một bức rèm che mã não, theo gió nhẹ nhàng lay động, ngoài bức rèm che ở ngoài ra còn có một lớp màn che kim sắc rực rỡ. Trúc Lục giúp nàng xốc bức rèm che lên. Mời Âu Dương Vũ đi vào, Âu Dương Vũ nhìn chung quanh một vòng, phát hiện một căn phòng sáng ngời mà vô cùng rộng lớn. Bên trong thì không biết bao nhiêu là đồ cổ chân quý. Đặc biệt là chiếc chén cổ màu hồng phỉ thúy kia, bên ngoài nhìn rất là diễm lệ, rất là bắt mắt. Vương Phi, những món đồ chân quý này đều do vương gia phân phó người mang đến đây. Trúc Lục cười tủm tỉm dẫn Âu Dương Vũ đi phòng ngủ, trong này thì lại càng nhiều bảo bối hơn đó ạ. Âu Dương Vũ đi vào phòng ngủ, mới phát hiện ra trong này quả thực bắt mắt khoa trương đến mức nào, dùng loại tơ tằm vàng tốt nhất. Tài chất cùng với những đóa hoa được thêu lên tất cả đều vô cùng tinh mỹ. Kệ chứa y phục được đặt sát mặt tường làm bằng gỗ quý. Bên trong được treo biết bao nhiêu là y phục của Âu Dương Vũ, Âu Dương Vũ lơ đãng sờ lên, xúc tua trắng mịn mềm mại, hình thức bên ngoài nàng đều thích, liền có chút thích thú không nỡ buông tay. Trúc Lục đứng một bên nhẹ nhàng mở miệng, tất cả y phục của người ở đây được làm bằng tơ tuyết tằm. Chỉ có tại những rơi giá rét mới nuôi được nó, mùa hè mặc vô cùng thoải mái. Vì thế cho nên loại vải dệt này thực sự rất quý, chỉ có người trong hoàng thất mới có. Vương gia vì Vương Phi mà đã tìm riêng một y phường cẩm tú tốt nhất ở Tây Lăng Quốc để dệt ra tất cả, đối với tất cả nữ tử mà nói, có thể khoác lên mình bộ y phục của y phường cẩm tú đó. Không chỉ có ý nghĩa biểu trưng cho sự tài phú, mà nó cũng nói lên thân phận cùng địa vị gia thế của vị nữ tử. Mặt khác bên cạnh gần đó chính là bàn trang điểm. Được làm từ gỗ thanh đàn quý, Trúc Lục đỡ Âu Dương Vũ ngồi xuống, tất cả đồ trang sức chắp đựng gương lược này đều là những thứ Vương gia chuẩn bị riêng cho người, Vương gia nói. Nếu người không thích, ngài ấy sẽ lệnh cho hạ nhân lập tức làm cái khác theo ý người. Âu Dương Vũ khẽ gật đầu, nàng hầu như không có hứng thú mấy với mấy thứ hồ trang sức hay ngọc ngà. Trúc Lục thực sự là một nha đầu cẩn thận, thấy Âu Dương Vũ có vẻ mệt mỏi thì lập tức nói. Chồng Vương Phi có vẻ mệt mỏi, để nô tỳ pha cho người một chén trà a. Âu Dương Vũ khẽ gật đầu, Trúc Lục nhận được lệnh ngay lập tức đã mang đến một chén trà đưa đến trước mặt nàng, Âu Dương Vũ nhẹ nhàng nâng chén lên nhấp một ngụm, hương thơm rất dễ chịu. Tỏa ra như có như không hương thơm thoang thoảng của hoa mai, Âu Dương Vũ hài lòng nói, trà này rất thơm. Bẩm Vương Phi, loại trà này được pha chế từ những đóa mai nở đặc biệt vào mùa đông ngâm trong tuyết vài năm, cho nên mùi hương của mai vừa thơm ngát vừa mát dịu như vậy ạ. Quả là một chủ kiến hay, ai là người tạo ra nó, thật đúng là một viên ngọc sáng trong tương lai. Âu Dương Vũ lại nhấp thêm một ngụm. Ngẩng đầu lên thì nhìn thấy bộ dáng của Trúc Lục muốn nói gì đó nhưng lại thôi, trong lòng hoài nghi hỏi, làm sao vậy? Trúc Lục nhìn thoáng qua Âu Dương Vũ, thần sắc có chút lúng túng, cắn cắn môi, Vương Phi, có chuyện này, không biết nên nói cho người không? Em nói đi. Âu Dương Vũ thần sắc lạnh nhạt, mặt mày hiện ra một chút thành ý, Trúc Lục trầm tư một lúc lâu mới có dũng khí nói, việc dùng hoa mai tiết pha trà này chính là do Phượng Tiên cô nương nghĩ ra. Vì vương gia cũng không chê, nên vẫn giữ lại.
Ồ, Phượng Tiên cô nương, Âu Dương Vũ khóe mắt nhảy dựng lên, lập tức bày ra vẻ mặt ôn hòa cười, chắc em là nha hoàn đã quen với quy củ trong vương phủ. Nói vậy em hẳn là người rất quen thuộc với những chuyện xảy ra nơi Ninh Vương phủ. Từ giờ phút này, ta đã được gả đến Ninh Vương phủ. Vậy em nói cho ta biết vài chuyện ở Ninh Vương để ta liệu đường mà chuẩn bị tránh khỏi lạ lẫm. Vâng, thưa Vương Phi. Chương 66, nữ nhân duy nhất của hắn. Dạ Trọng Hoa đi đến ngự thư phòng, thấy phụ hoàng hắn đang ngồi ở trước bàn, mặc một thân long bào minh hoàng, cầm trong tay tấu chương, Dạ Trọng Hoa đi lên phía trước, khẽ cúi đầu nói. Tham kiến phụ hoàng. Hoàng thượng đưa con ngươi thâm thúy uy lẫm, ngẩng đầu thản nhiên nhìn hắn một cái, sau một lúc lâu mới nói, miễn lễ. Dạ Trọng Hoa ngẩng đầu lên tiếng đáp tạ phụ hoàng. Hoàng thượng nhìn đứa con trai tài hoa của hắn trước mắt, đây chính là nhi tử mà hắn kỳ vọng yêu thương nhất. Ở trên chiến trường thì hung hãn như diêm la, mọi tên địch gặp nó đều phải biến sắc. Mưu lược triều đình đều thông thạo, cơ trí hơn người. Nhưng lần này nó dám lấy 6 tòa thành trì ra để đem đi đổi lấy một nữ nhân có tai tiếng xấu. Hồ đồ, quả thực là quá hồ đồ. Nghĩ vậy, hoàng thượng sắc mặt trở nên âm trầm, trầm giọng nói, Phi Bạch. Con có biết trong tay trẫm đang cầm thứ gì không? Dạ Trọng Hoa ngẩng đầu thản nhiên nhìn thoáng qua, liền trả lời, không. Được lắm, con không biết. Đây chính là tấu chương đề cập đến con. Nói con ngu ngốc, dám dùng 6 tòa thành trì để đổi một người con gái. Có phải con nên cho phụ hoàng này một lời giải thích rõ ràng không? Lấy 6 tòa thành trì so với nàng ấy. 60 tòa cũng chưa đủ, Dạ Trọng Hoa vô tình trả lời, khẩu khí không có một chút thay đổi. Tim toi vẫn ổn, ổn mà, rất ổn, mọi người xung quanh bác sĩ. Trợ tim A. Hoàng thượng tái xanh cả mặt, hắn chưa kịp mở miệng dạy dỗ ngốc từ này, thì lại nghe thấy Dạ Trọng Hoa tiếp tục nói, phụ hoàng, lần này mất đi 6 tòa thành trì. Nhưng Vũ Nhi sẽ trả lại Tây Lăng quốc này 60 tòa. Hoang đường, con, .con, thật sự bị con hồ ly tinh kia dụ dỗ đầu độc đến hỏng đầu hết rồi phải không? Được lắm con nói dân chúng Tây Lăng không có quyền nhúng tay vào chuyện chọn vợ của con, vậy chấm thì sao? Chấm ra lệnh cho con lập tức đưa cô gái kia trở về. Dạ Trọng Hoa vẫn thản nhiên nghe một tràng tức giận của phụ hoàng hắn. Con người từ đạm mặc dần dần xuất hiện một chút âm lãnh, miệng của hắn bất giác giơ lên một tia cười lạnh, hắn cũng biết sớm muộn gì sự việc xảy ra ở trước phố hôm nay cũng đến tai phụ hoàng hắn. Nhưng không ngờ tốc độ đúng thật là nhanh. Hắn kiêu căng đưa đôi mắt âm trầm lên nhìn, tự nhiên tiêu sái nói, đời này nhi thần chỉ cưới một mình Vũ Nhi. Hoàng thượng nhìn con trai trước mắt mình, đôi mắt giống như đôi mắt của chim ưng trong bóng đêm, lãnh ngạo cô thanh mà lại mang khí thế bức người. Hắn biết bất kỳ chuyện gì nó đã quyết định, bất luận kẻ nào cũng đều khó mà thay đổi được, cho dù có là phụ hoàng nó đi chăng nữa. Tuy rằng chính vì điều này khiến hắn phải lao tâm khổ tứ. Nhưng còn cách nào khác đâu, còn nhiều thời gian hắn sẽ suy tính kỹ lưỡng chuyện này. Thôi được vậy con cứ từ từ chờ đến ngày đại hôn của hai đứa đi, nói xong, hắn đem tấu chương ném xuống trước mặt Dạ Trọng Hoa, phất tay áo đi ra khỏi ngự thư phòng, Dạ Trọng Hoa cúi đầu. Lúc này tấu chương bên trong đã mở ra viết rõ ràng từng chữ một tấu chương của Lý Hiển Diệu Phủ Vinh Quốc Công. Nói đến Phủ Vinh Quốc Công này, địa vị cũng cực kỳ hiển hách, lão Vinh Quốc Công này có hai người con, một là nữ nhi tài cán cũng không thua kém ai, này đã là hoàng hậu của Tây Lăng Quốc. Người còn lại là con trai trưởng Lý Hiển Diệu cũng đã sinh ra được hai đứa con trai và hai người con gái. Trong đó con trai lớn nhất là Lý Ngọc trong tay nắm binh quyền của Tây Lăng, sở hữu đến hơn 3.000 binh mã, con thứ hai chính là Lý Nhiễm, mưu lực kinh người. Ở Tây Lăng quốc này, không ai không biết quyền lực to lớn của Lý gia, lại không có bất kỳ ai dám đắc tội với người của phủ Lý gia. Vốn những người không đáng để ta quan tâm ta cũng không cần phải tốn nhiều sức lực, nhưng hôm nay bọn họ lại muốn thử tính nhẫn nại của ta. Dạ Trọng Hoa nhìn lướt qua. Khóe miệng kéo ra ý cười châm chọc rõ ràng. Âu Dương Vũ ngồi đợi Dạ Trọng Hoa trở về lưu viên là đã hoàng hôn, chỉ thấy hắn chậm rãi tiêu sái, đạp ánh dương yếu ớt còn sót lại từ từ đi tới. Ánh chiều tà khẽ chiếu lên người hắn làm cho ngũ quan của hắn càng thêm tuyệt mỹ, hào hoa. Âu Dương Vũ lẳng lặng ngắm nhìn hắn, trong lòng không hiểu sao lại có cảm giác gì đó ấm áp chậm rãi sinh ra. Giống như cảm giác của một người vợ thực sự chờ chồng về vậy. Dạ Trọng Hoa đi đến Âu Dương Vũ trước mặt tà mị cười, đợi bổn vương. Âu Dương Vũ đương nhiên biết hôm nay hoàng thượng triệu kiến hắn chắc chắn cũng không có chuyện gì tốt, nhưng thấy tâm tình kỳ quái của Dạ Trọng Hoa lúc này, cũng không muốn đề cập đến.
cũng không hỏi han gì, chỉ khẽ cười nói, đúng vậy, đặc biệt ngồi đây chờ vương gia về bàn vài chuyện. Dừng một lúc sau đó nàng liền cười gian xảo, tiên nhi cô nương xinh đẹp của quý phủ có đến chờ ngươi hồi phủ đó. Dạ Trọng Hoa cười càng thêm tà mị, làm bộ đưa mũi lại gần khuôn mặt Âu Dương Vũ nói. Hửm, ăn giấm chua sao? Âu Dương Vũ nghe xong liền kiêu ngạo nâng cằm lên, ngạo nghễ nói, suy, trên đời này có ai sánh bằng với bổn tiểu thư hồng nhan họa thủy này. Nói xong cũng không quan tâm biểu tình lúc này của Dạ Trọng Hoa, lập tức đi nhanh trở về phòng. Dạ Trọng Hoa nhìn thấy bộ dáng vừa lúng túng vừa đáng yêu bước nhanh, mái tóc đen dài bị gió đêm thổi tung lên, mang một nét huyền bí khó tả, bất giác hắn cười ra tiếng. Sau đó khóe mắt liền hiện lên một tia giảo hoạt, liền đi theo sát phía sau Âu Dương Vũ đi về hướng phòng nàng. Âu Dương Vũ quay đầu lại liền nhìn thấy Dạ Trọng Hoa thản nhiên theo sau mình, chỉ muốn ném hắn ra khỏi phòng mình, lên giọng nói, được rồi, ngươi mau đi đi. Nếu có nhu cầu muốn ôm ôm ấp ấp với ai đó thì rất tiếc chỗ này không có đáp ứng được. Ôm ôm ấp ấp, Dạ Trọng Hoa nhướng mày lên. Thân mình có chút lạnh, liền chặt chẽ vươn cánh tay thon dài rắn chắc ôm lấy vòng eo Âu Dương Vũ, đem nàng giữ chặt trong lòng, trầm giọng lên tiếng, ngươi cũng biết nói đùa sao? Chẳng lẽ không đúng? Âu Dương Vũ cũng nhíu mày nhìn hắn, thần sắc lạnh nhạt, bên miệng mang theo ý cười nhợt nhạt. Dạ Trọng Hoa vẫn không thay đổi thần sắc. Đôi mắt lóe lên lãnh tình nhìn nàng, sau đó cúi người xuống hôn lấy đôi môi anh đào đỏ mọng mà quật cường này của nàng, ta không muốn nhiều lời với ngươi, ngươi nhớ kỹ. Ngươi là người của ta. Ta không có phép ngươi nhắc đến bất kỳ người con gái khác trước mặt ta. Rõ chưa? Đôi mắt Âu Dương Vũ híp lại, ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt, nàng đột nhiên hung hăng cắn môi dưới của hắn, thầm mắng tên bá đạo. Ninh Vương phủ, trong sảnh viện. Trong một căn phòng tinh xảo, một nữ tử đang ngồi trang điểm trước gương, người này chính là Sở Phượng Tiên, là mỹ nữ mà hoàng đế đã ngự ban cho Dạ Trọng Hoa. Sở Phượng Tiên nhìn thấy chính mình trong gương, không khỏi đưa tay lên khẽ vuốt hai gò má của chính mình, gương mặt trắng trong suốt như thủy tinh, mang theo một loại diễm lệ khó tả. Tô mắt sửa mi, nhìn đi ngắm lại, chợt thấy vẫn thiếu gì đó, cầm hộp phấn lên khẽ tô chát lên một chút lên mặt. Sau đó chớp chớp mắt. Nàng vô cùng tự tin với dung mạo hiện giờ của nàng, chỉ cần đứng trước mặt bất kỳ nam nhân nào gặp nàng lần đầu thì sẽ ngay lập tức si mê. Nàng tin rằng chỉ cần có cơ hội được ở chung với Ninh Vương gia, nàng rất nhanh sẽ như diều gặp gió, trở thành vương phi của hắn. Vì cái ý nghĩ đó nên khoảng thời gian ở Ninh Vương phủ nàng tự cho mình đã là nữ chủ nhân của cả cái phủ này. Mà chính bản thân nàng cũng thật không ngờ. Mình đã hành động cẩn thận thế nào, nỗ lực thế nào để rồi đến giờ phút này lại đau đớn nhận quyết định từ phía hắn rằng nàng bị đuổi ra khỏi phủ. Nghĩ đến đây, trên gương mặt của nàng lộ ra vẻ dữ tợn. Dường như muốn xé nát cái gương mặt thiên kim xinh đẹp trên gương kia. Nàng vốn con gái của Hầu Vương. Nếu cha mẹ nàng không sớm qua đời, gia thế suy tàn, nàng sao lại có thể đi đến kết cục thế này? Nàng định bợ hoàng hậu nương nương, thật vất vả bao nhiêu mới có thể ngồi lên cái vị trí này. Nàng sinh ra phải là người của Ninh Vương phủ, chết cũng là ma của là Ninh Vương phủ. Trong lòng nàng luôn u ấp dã tâm trở thành chính phi của Dạ nhị hoàng tử, thầm nghĩ gần gũi bên cạnh Ninh Vương thì sẽ nhận được sự sủng ái của người. Nhưng hôm nay vị vương phi này thậm chí vẫn chưa được cưới hỏi chính thức vào Ninh Vương phủ, nàng lập tức bị đuổi ra khỏi phủ, ngay cả một chỗ dung thân cũng không có sao. Nha đầu Hồng Diệp bên cạnh nàng thấy nàng có vẻ mất hứng, cầm lấy khăn tay lau nhẹ đi khóe mắt nàng, tiểu thư, người chính là người phụ nữ được hoàng thượng chấp bút ban cho Dạ nhị hoàng tử. Nếu lấy thân phận của người ra thì người có dư khả năng để làm sườn phi, thế nhưng hôm nay lại. Hồng Diệp vừa nói vừa làm bộ mặt sầu khổ, hoàng hậu nương nương phân phó nàng hầu hạ bên cạnh Sở Phượng Tiên. Chính là để theo dõi giám sát nàng, nhân tiện tìm cơ hội khiến cho cả cái Ninh Vương phủ một ngày trở nên không ngủ yên giấc. Nhất định là do con đàn bà kia sai khiến. Sở Phượng Tiên một bên ai oán bật khóc, một bên căm hận lên giọng nói, móng tay thiếu chút nữa bị nàng bẻ gãy trong tay. Nàng thật đúng là số khổ mà, nàng nghĩ rằng được hoàng thượng ban cho Dạ Trọng Hoa. Dựa vào dung mạo tuyệt đẹp của nàng, một vài thủ đoạn nhất định có thể nhận được sự sùng ái từ hắn. Tuy nhiên Dạ Trọng Hoa từ trước đến nay chưa từng liếc qua nàng dù chỉ một lần. Thậm chí ngay cả một lần triệu kiến gặp hắn cũng chưa từng có qua, nàng cứ ngỡ rằng thời cơ vẫn chưa đến mà thôi. Thế nhưng một khi đã nhận được lệnh phải bị trục xuất ra khỏi phủ, nàng cả đời này có muốn ngẩng đầu lên với thiên hạ cũng không được nữa rồi, hoặc là nói cuộc đời nàng sau này tiêu tan rồi. Hoàng hậu nương nương hẳn là sẽ không cần một thứ phế vật, một kẻ vô tác dụng như vậy.
Lúc này ta biết phải làm sao bây giờ, Sở Phượng Thiên khóc lóc khổ sở khiến lòng người phải sinh ra lòng thương tiếc, lý trí dường như bị mất đi, trên mặt vừa hận vừa giận. Đôi mắt như con thỏ đỏ rực nước nở, vương gia hạ lệnh bảo ta phải lập tức rời khỏi nơi này. Hồng Diệp đảo mắt nhìn quanh sau đó nảy ra chú ý gì đó nói, hay là chấm hay là người đến cầu xin vương phi tương lai thử xem. Làm như thế cũng được sao, Sở Phượng Tiên có chút chần chờ. Chợt Hồng Diệp lại gần bên lỗ tai nàng nói nhỏ, nghe nói vương phi này rất là rộng lượng, chỉ cần người xuống nước trước van xin cầu khẩn nàng, lúc đó nàng sẽ mủi lòng từ bi chấp thuận cho người. Đồng nghĩa với việc vương gia cũng sẽ thu hồi lại lệnh trục xuất người ra khỏi phủ. Âu Dương Vũ mới vừa nghe được chút sự tình của Sở Phượng Tiên từ Trúc Lục lại không ngờ nhanh như vậy đã thấy người tới tận cửa. Cả người nàng mặc một bộ y phục lụa trắng, trên đầu không có đeo bất cứ loại châm cài nào để tự nhiên như vậy, cùng với tà áo trắng thướt tha kết hợp đối lập nhau mãnh liệt đẹp không sao tả xiết. Dáng người nàng lượn lờ, yểu điệu, động tác tao nhã hào phóng. Mặt mày tinh xảo như họa, đôi mắt mang vẻ ủy khuất khiến cho người ta phải sinh lòng thương tiếc. Sở Phượng Tiên vừa nhìn thấy Âu Dương Vũ, liền phóng ngay đến bên chân nàng quỳ xuống. Âm thanh vừa mềm mại vừa có nét đáng thương, vương phi cầu xin người đừng bắt ta phải rời khỏi đây. Âu Dương Vũ vẫn không có bất kỳ phản ứng gì, từ từ đánh giá vị nữ tử trước mặt, trong mắt hiện lên một tia đùa cợt, nàng còn nhớ rõ lời nhắc nhở buồn cười của Trúc Lục vương phi à. Trong cái phủ này, Sở tiểu thư tâm cơ vô cùng thâm hiểm, là một đối thủ đáng gờm khó đối phó đó nha. Hôm nay nhìn thấy tận mắt xem ra cũng chẳng đáng để bận tâm. Âu Dương Vũ thế nên đối với loại chuyện này cũng thờ ơ, cũng chỉ là một hạng người tép diêu thôi. Chẳng qua, Âu Dương Vũ lúc này mày không tự chủ được nhíu lại, Dạ Trọng Hoa ngươi rốt cuộc đã chọc phải bao nhiêu nữ nhân. Lắm hoa đào thế không biết. Nàng còn chưa chính thức gả vào Ninh Vương phủ thì đã có nữ nhân bên trong phủ đến tìm nàng đòi xin ở lại phủ, thật nực cười. Âu Dương Vũ uống một ngụm trà, khóe môi khẽ kéo lên nhẹ nhẹ cười. Việc đi hay ở của tiểu thư đây quả thực chẳng liên quan gì đến ta, tiểu thư tìm nhầm người rồi. Sở Phượng Tiên thật không ngờ Âu Dương Vũ lại có thể cư xử với thái độ như thế, thầm cắn chặt răng. Cố tỏ ra vẻ bình thường, ta tuyệt đối sẽ không tranh giành vị trí của vương phi, ta nguyện trở thành tỳ thiếp cả đời. Ở cả phủ này mọi người đều biết rõ ta có tình cảm sâu đậm với vương gia. Chỉ cần vương phi có thể cho ta ở bên cạnh vương gia thôi cũng đủ lắm rồi, van cầu vương phi. Sở Phượng Tiên thấy Âu Dương Vũ vẫn không lên tiếng, Sở Vi bất động, liền nắm chặt ống tay áo Âu Dương Vũ tiếp tục ai oán nói, ta có nghe nói vương phi là người bản tính thiện lương rộng lượng. Nhất định sẽ không để ta oan uổng mà bị đuổi ra khỏi phủ, đúng không? Nàng cúi đầu, trong mắt hiện lên một âm hiểm, cho dù có sử dụng đến bất kỳ biện pháp cầu xin nào. Chỉ cần nàng thành công ở lại được Ninh Vương phủ, kế hoạch từ trước đến nay của nàng chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió. Âu Dương Vũ nhìn Sở Phượng Tiên liếc một cái, một nữ tử xinh đẹp như vậy mà cũng có ngày đến cầu xin sao? Dạ Trọng Hoa ngươi quả thực là có mị lực kinh người a. Có điều ta không muốn nhúng tay vào những cái loại chuyện vớ vẩn như thế này. Âu Dương Vũ che miệng cười, thật à? Bổn vương phi chưa bao giờ nghe qua loại tin đồn như vậy. Bổn vương phi ta chỉ có tiếng tăm ác độc thì lan truyền rộng khắp thôi, chẳng lẽ ngươi chưa bao giờ nghe qua sao? Sở Phượng Tiên thân mình run rẩy, vốn định tiếp tục vở diễn của mình nhưng đột nhiên lại không nói nên lời. Trúc Lục đứng bên cạnh định tiến lên khuyên Sở Phượng Tiên tốt nhất là nên trở về, đừng ở nơi này mà nháo loạn, thì chợt nghe tiếng Âu Dương Vũ thản nhiên nói, ta chỉ muốn nói với tiểu thư một câu. Hôm nay mới xuống kiệu hoa có chút mệt, người đâu tiễn khách, ta muốn nghỉ ngơi. Sở Phượng Tiên nhìn thấy Âu Dương Vũ xoay người rời đi, hồn phách như muốn lìa khỏi người lập tức ngã xuống đất. Hồng Diệp nhìn thấy bộ dạng của Sở Phượng Tiên, trong mắt hiện lên một chút phức tạp, tiểu thư, nếu vương phi không muốn giữ người lại trong phủ, chúng ta không làm thì thôi, đã làm thì làm cho đến cùng. Nếu tình hình đã như vậy đành phải bất chấp mọi thủ đoạn khiến cho vương gia không thể không giữ người ở lại. Sở Phượng Tiên ngẩng đầu, nhìn về phía Hồng Diệp giống như người chết đuối vớ được cọc, trong mắt lóe lên tia sáng. Sở Phượng Tiên giống như dã thú, ở trong phòng đi tới đi lui. Một chút cũng không yên ổn được. Nàng không nghĩ đến nước này nàng phải dùng cách như vậy, ngay từ đầu thứ nàng muốn không phải là vị trí thất thiếp kia. Mà rõ ràng hiện tại ngay cả đến việc tơ tưởng đến vị trí như vậy nàng cũng không thể với tới được. Kể từ khi gia nhập vào phủ Ninh Vương, mọi hành động cử chỉ thái độ của nàng đều vô cùng cẩn trọng, từng chút một tính toán tỉ mỉ. Trong vài năm đó, nàng đã phải bỏ ra biết bao nhiêu công sức để lấy lòng nhiều người, từ thân phận thấp như nô tỳ đến thân phận cao hơn như trưởng quỹ hay ma ma trong phủ.
đem toàn bộ mọi người trong phủ này đối xử tốt như vậy, nàng cẩn thận từng chút một chỉ sợ có người bắt bẻ thấy được sai sót của nàng khiến cho Ninh Vương sẽ đem nàng đuổi ra khỏi phủ. Nàng luôn chú ý đến mọi hành động của bản thân. Thậm chí là bắt chước những cử chỉ hành vi của Hoàng hậu nương nương, hy vọng mình có thể có một vị trí nào đó trong tim của Dạ Trọng Hoa. Nhưng hôm nay, không, nàng phải lựa chọn làm thế, nàng tuyệt đối không cho phép kế hoạch mà nàng đã vất vả cất công dựng lên hóa thành bọt biển, nghĩ mở ra bàn tay. Nhìn bình sứ màu hổ phách nhỏ vừa rồi Hồng Diệp có đưa cho nàng, thần sắc kiên định. Một thân áo trắng, y phục phiêu bạc mỏng manh đơn chiếc ở trên người Sở Phượng Tiên, nhìn vô cùng phong tình mà quyến rũ. Nàng nhẹ nhàng đi tới trước cửa thư phòng, bên trong phòng vẫn còn sáng. Hẳn là vương gia phải thức khuya để giải quyết việc triều chính. Nghĩ vậy liền cầm lấy giỏ thức ăn khuya trong tay nhẹ nhàng đặt trên mặt đất. Giơ tay lên cố gắng dùng một chất giọng quyến rũ chết người của mình nói, vương gia thiếp là Phượng Tiên, thiếp có thể vào một chút được không? Không có nghe tiếng đáp lại, Sở Phượng Tiên đợi một lát sau đó liền bưng giỏ đồ ăn khuya lên, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn trước nhìn sau thấy không còn người nào liền đi vào thư phòng. Sở Phượng Tiên sắc mặt quyến rũ, ngẩng đầu nhìn về phía bàn, nhìn thấy người trước mắt mình bất chợt kêu lên tiếng sợ hãi, giỏ thức ăn trong tay rơi oành xuống sàn. Đứng ở trước bàn chính là hình ma ma đang đưa mắt nhìn Sở Phượng Tiên trước mắt thần thái khinh bì. Bà đã sớm biết nữ nhân này vốn đã có mưu đồ từ lâu, từ lúc mới vào phủ, nàng liền tự cho mình đã trở thành chủ nhân của cả cái phủ này. Hừ, đứa nhóc Trọng Hoa này một tay bà nuôi nấng từ nhỏ đến lớn. Sao lại không biết, hôm nay bà sẽ thay hắn dạy dỗ nữ nhân không biết thân biết phận này một tay. Sở Phượng Tiên ngày thường ở trong phủ được đại đa số hạ nhân ở đây tôn trọng, duy nhất chỉ có hình ma ma là không như vậy, mỗi lần gặp nàng là đều có thái độ châm chọc khiêu khích. Vì bà ta là vú nuôi của vương gia, nên nàng cũng không dám đắc tội. Không ngờ rằng hôm nay bà ta lại đến thư phòng quét dọn. Trời đúng là không giúp ta mà, Sở Phượng Tiên ngẫm nghĩ một lát định lui ra khỏi thư phòng. Hình ma ma lúc này lại mở miệng, ngữ khí vô cùng châm chọc, ra là cô nương, Sở cô nương nửa đêm nửa hôm đến đây muốn làm gì vậy? Sở Phượng Tiên cho dù có tính đường thoát cũng không thể, đành ôn nhu nói, hình ma ma, Phượng Tiên cứ tưởng vương gia ở trong này. Nghĩ rằng cả ngày nay ngài làm việc mệt mỏi nên đến đưa cho ngài chút đồ ăn khuya. Hình ma ma ánh mắt lại khinh miệt, lên tiếng châm chọc cũng thật may hôm nay người ở đây là ta chứ không phải là vương gia, nếu là vương gia thì ta sợ ngươi sẽ làm bẩn mắt của vương gia mất. Sở Phượng Tiên sau khi nghe được một câu như vậy sắc mặt trắng bệch, hình ma ma bà nói hơi quá đáng rồi đó. Quá đáng, ta nói như thế là đã nhẹ với ngươi rồi, tự mình xem lại bản thân mình đi, ăn mặc phong phanh như kỹ nữ thế kia, ngươi nghĩ vương gia sẽ muốn ngươi sao? Có lần nào ngươi tự đứng trước gương mà soi lại bản thân mình chưa? Không biết lượng sức mình, ta khuyên ngươi một câu. Đừng có si tâm vọng tưởng nữa. Hình ma ma dường như có chút tức giận giống lên, những hạ nhân trong phủ chưa kịp nghỉ ngơi đã bị âm thanh của nàng đánh thức. Tập trung vây quanh trước cửa thư phòng xem sự tình, Sở Phượng Tiên sắc mặt tái nhợt còn chưa mở miệng. Thì lại bị hình ma ma đoạt trước, chập 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 ngươi nhìn hạng người như ngươi xem cũng chỉ là cái loại đi dụ dỗ người khác. Sao? Ngươi cho là ngươi học được chút mánh khóe dụ dỗ rẻ tiền bên ngoài kỹ viện lâu tình gì đó thì có thể hấp dẫn được đàn ông sao? Đúng là trời sinh ra đã là một con tiện nhân. Nếu ngươi đến làm ở kỹ viện kia, không chừng cũng có thể vài tên đàn ông để mắt đến, còn muốn câu dẫn vương gia, bà già này khinh. Hạ nhân đứng ngoài cửa nghe hết những lời hình ma ma nói ra nhịn không được bật cười thành tiếng. Sở Phượng Tiên cảm thấy nhục nhã vô cùng, ôm mặt chạy nhanh về biệt viện của mình. Hình ma ma bày ra vẻ mặt bình thản, không giận nổi, liền đuổi theo Sở Phượng Tiên đang chạy đi, dọc đường đi chỉ nghe được tiếng, hai cái loại tiện nhân như ngươi cũng không phải không thiếu. Bỏ lại sau lưng Sở Phượng Tiên chính là những tiếng chửi rủa, kinh thường, chế nhạo vang mỗi lúc một xa. Sở Phượng Tiên chạy nhanh về lại phòng của mình, nằm úp sấp lên bàn nức nở. Hồng Diệp nghe thấy những tiếng ầm ĩ bên ngoài, cũng đã hiểu được sự tình, liền tiến lên vừa định an ủi thì thấy Sở Phượng Tiên nhanh chóng đứng dậy, vừa khóc vừa đứng ngay cây cột bên cạnh. Mở miệng nói, bà ta nhục nhã ta trước mặt nhiều người, ngươi để ta đi chết đi cho rồi. Hồng Diệp chạy nhanh đến giữ chặt lấy Sở Phượng Tiên khuyên nhủ tiểu thư, sao người có thể ngu ngốc như vậy, người vẫn chưa hiểu lý do tại sao hình ma ma lại đối xử với người như vậy à? Là bởi vì người không có danh phận. Sở Phượng Tiên mở to hai con mắt sưng đỏ của mình, nhìn Hồng Diệp chỉ nghe thấy nàng tiếp tục nói, tiểu thư. Người bây giờ phải nhanh chóng đem gạo nấu thành cơm lúc đó mới có thể thành công sau đó đem chuyện hôm nay báo thù vẫn chưa muộn.
Sở Phượng Tiên nghe những tiếng chửi rủa bên ngoài, lặng lẽ nắm chặt hai tay, âm thầm hạ quyết tâm, mối thù hôm nay ta nhất định sẽ báo. Mấy ngày nay, trời đã khuya, Dạ Trọng Hoa vẫn còn đang ở trong thư phòng xử lý mấy chuyện vặt vãnh trong triều đình. Thực sự hắn không một chút hài lòng nào khi phải giải quyết những thứ chuyện như thế này. Đang nhắm mắt dưỡng thần thì lại nghe thấy bước chân nhẹ nhẹ của ai đó vang lên, càng lúc càng gần. Cửa thư phòng bị đẩy ra, một vị nữ tử mặc một bộ y phục đỏ như lửa từ bên ngoài nhẹ nhàng tiến vào. Sở Phượng Tiên ngày xưa luôn mặc bộ y phục màu trắng, luôn tự cho mình là một tiên nữ thuần khiết trong sáng. Nhưng hôm nay lại mặc một bộ y phục không giống với hình ảnh của nàng khi xưa, trang sức diễm mạt, bộ xa y màu đỏ trong suốt tựa hồ như có thể thấy được hết toàn bộ thân thể xinh đẹp bên trong. Một đầu tóc màu đen bóng dài rủ xuống dưới, phong tình chết người. Nàng tiến vào đưa mắt nhìn vào ánh mắt lạnh băng của Dạ Trọng Hoa, sau đó nhìn hắn một cái cười vô cùng mị hoặc. Nàng nghĩ rằng, cá cũng đã cắn câu, nam nhân cũng đều một loại người như nhau cả thôi. Đêm nay nàng nhất định phải thành công. Sở Phượng Tiên vốn là nữ tử có gia thế cũng không tồi. Am hiểu cầm kỳ tư họa, đặc biệt việc nhảy múa nàng từ nhỏ đã luyện tập vô cùng chăm chỉ khổ sở. Giờ phút này nàng nhẹ nhàng đem vòng eo mềm mại duỗi ra, uyển chuyển đứng lên. Bên ngoài tiếng thì bà từ đâu phát ra nghe thật êm tai, điệu múa của nàng cùng âm thanh trầm lắng dường như hòa làm một. Sở Phượng Tiên nhìn thấy tầm mắt của Dạ Trọng Hoa một chút cũng không đặt lên người mình, vẫn tiếp tục dưỡng thần. Nàng âm thầm quyết tâm không bỏ cuộc, cơ thể bắt đầu khiêu gợi. Nụ cười bên môi cũng càng trở nên sáng lạn. Nàng bắt đầu phong thái đùa nghịch, động tác cũng ngày một thêm kiều diễm diễm ái muội, nàng khẽ nhếch mở đôi môi đỏ mọng, khẽ liếm, lưỡi bắt đầu xoay tròn. Thân thể cũng bạo dạn tiến lại gần Dạ Trọng Hoa, xoay tròn một vòng chiếc áo hồng mỏng tang bên ngoài theo đà bay ra nhẹ nhàng rơi xuống đất. Lúc này, toàn thân của nàng chỉ còn lại có mỗi cái yếm duy nhất, nàng đang chuẩn bị thuận thế tựa vào người Dạ Trọng Hoa, như con rắn linh hoạt khẽ vòng qua cổ Dạ Trọng Hoa. Nàng còn chưa có hành động nào tiếp theo, thì liền cảm thấy cả người đau đớn, nàng dường như bị một áp lực lớn đẩy văng ra xa. Cho đến khi nàng kịp phản ứng lại thì đã thấy bản thân mình đang nằm quằn quại bên ngoài cửa phòng bên cạnh tảng đá lạnh như băng, toàn thân đều đau đớn vô cùng. Nàng cố gắng gượng dậy thì chợt nghe âm thanh lạnh như băng không một tia ấm nào bên trong của Dạ Trọng Hoa vang lên giận dữ, cút. Những lời này như một đòn chí mạng, đả kích cả thể xác lẫn tinh khiến cho Sở Phượng Tiên hôn mê bất tỉnh. Ngày hôm sau, chuyện Sở Phượng Tiên câu dẫn Dạ Trọng Hoa bị đánh bay ra ngoài cửa liền nhanh chóng truyền đi khắp toàn bộ Ninh Vương Phủ, đương nhiên cũng truyền đến tai của Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ lạnh nhạt cười, chuyện này do chính tay Dạ Trọng Hoa xử lý. Một bên Trúc Lục lấy lòng nói, xem ra Vương gia thực lòng yêu mến Vương Phi nha, xử lý vô cùng nhanh gọn mà sạch sẽ luôn nha. Vậy sao? Buổi sáng hôm nay, Phượng Tiên tiểu thư đã bị đuổi ra, nghe nói là bị đày đến một cái thôn trang rách nát nào đó, về sau nàng sẽ không bao giờ được phép xuất hiện trước cửa phủ này một lần nào nữa à. Có điều không biết làm như vậy có chọc giận đến Hoàng thượng không? Âu Dương Vũ khóe môi không khỏi nở nụ cười, không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng thoải mái. P.S. Gã Dạ Trọng Hoa này nhiều em theo quá đê. Những chương sau hành xác bà Vũ phải khổ sở bị cái nó hâm dọa, vẫn còn nhiều em âm thầm yêu thương lắm. Chương 67, âm mưu của Lý Phương Phỉ. Ngự hoa viên. Mấy vị công chúa đang ngồi ở bên cạnh bàn thạch nói chuyện phiếm thưởng thức cảnh đẹp. Lúc này tứ công chúa tay cầm chén rượu, tà tà ở trên bàn. Thần sắc tao nhã, lại mang theo vài phần mơ màng, giống một cái sắp giấc ngủ chưa miêu, nàng khơi màu tinh xảo mi, nhìn ngũ công chúa Dạ Diêu hỏi, ngũ muội. Lần trước không phải đã đi nhìn trộm vương phi của Phi Bạch rồi sao? Như thế nào, có giống như lời đồn, kiểu dung mạo tuyệt thế? Dạ Diêu nghe vậy buông chén rượu trong tay ra, hưng phấn nói, tỷ nói nhị hoàng tổ a, tỷ không biết đâu. Từ trước đến nay muội chưa gặp qua một cô gái nào như tổ ấy cả, này nha, cơ trí thông minh, quyết đoán dũng cảm, tính cách thoải mái, còn có y thuật cao siêu vô cùng. Quả nhiên, muội biết mắt nhìn người của Phi Bạch ca ca không hề sai chút nào, đúng là không phụ lòng mong đợi của muội. Nói xong, Dạ Diêu tà tà liếc mắt nhìn nhị công chúa cùng với Lý Phương Phỉ. Lý Phương Phỉ thấy Dạ Diêu đem ánh mắt sắc bén nhìn mình thì ôn nhã lên tiếng. Nhưng ta nghe người ngoài đồn đại nói cô gái này. Nhị công chúa thấy nàng ấp a ấp úng thì nhịn không được lên tiếng hỏi, đồn gì? Lý Phương Phỉ thế này mới tiếp tục nói cô gái này là hồng nhan họa thủy. Tứ công chúa nghe vậy cười khinh ra tiếng, hay cho một hồng nhan họa thủy, mũ muội thì thấy cô gái họa thủy này không chỉ mê hoặc đàn ông mà ngay cả muội cũng bị vị đó đầu độc linh hồn đến điên đảo.
Luôn ấy chứ, nói xong nàng không ngừng khanh khách cười, đáy mắt mang theo một tia khinh miệt. Dạ Diêu là người từ trước đến nay không thích bị người khác bóc bẻ đánh giá mình, ở trong mắt của nàng Âu Dương Vũ chính là nhị tẩu của nàng. Chính là người thân của mình, nàng lúc này nghe người khác nói mình như vậy, sắc mặt cực kỳ khó coi, khiến cho nàng có cảm giác như bị mọi người xa lánh, không tin tưởng nàng, nàng có chút tức giận. Bất bình nói, mặc kệ tỷ nói gì, muội thấy nhị hoàng tẩu của chúng ta là một người tốt. Hừ. Nói xong liền đứng dậy, phẩy tay áo bỏ đi. À, tức giận sao, tứ công chúa nhìn bóng dáng của Dạ Diêu đi xa, sau đó quay lại nhìn hai người còn lại nói. Nói như vậy thì cô gái kia thực sự thủ đoạn thâm sâu à, ngay cả ngũ muội của chúng ta cũng bị mua chuộc. Lý Phương Phỉ ôn nhu cười nói, vậy Phỉ Phỉ đi trước đến Thịnh An Hoàng hậu, hai vị công chúa có đi cùng không? Tứ công chúa miễn cưỡng dựa lên bàn, bởi vì uống rượu giải sầu cho nên hai gò má nàng lúc này đỏ ửng, mang theo một loại tư thế hữu mị nói, ta chơi chưa có đủ, các người về trước đi. Lý Phương Phỉ đứng dậy, cùng nhị công chúa rời đi. Tứ công chúa nhìn bóng dáng của Lý Phương Phỉ rời đi, đôi mắt khẽ híp lại. Dạ Phi Bạch, ha ha, hoàng huynh của muội, không lâu sau sẽ cử hành hôn lễ, mà lúc này mình vẫn còn mơ mộng tơ tưởng đến huynh ấy được sao? Tứ công chúa cười lạnh một tiếng, giơ chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Công chúa, trời hình như sắp mưa, một giọng nam tử vừa ôn nhu vừa êm tai truyền đến từ phía sau, tứ công chúa sau đó liền rơi vào một cái ôm ấm áp, nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Không biết từ khi nào bầu trời lại xuất hiện mây đen dày đặc. Tứ công chúa lôi kéo tên nam nhân vừa ôm nàng ngồi xuống. Đem chén rượu của mình uống lúc này đưa lên miệng hắn, hắn dịu dàng cầm lấy uống cạn. Tứ công chúa kinh ngạc nhìn tên nam nhân này, hắn có vẻ rất trẻ tuổi, khuôn mặt nghiêm nghị đẹp kinh hồn. Phượng mi hoàn hảo, môi đỏ mũi ngọc, ngũ quan xinh xắn hoàn mỹ, không có bất kỳ tì vết nào. Bộ y phục màu trắng tơ vàng thêu lên một đôi chim thiên nga trên mặt hồ phẳng lặng. Tay áo đẹp đẽ quý giá từ từ vung lên vòng khoát lên ghế, dần tới mặt hắn, càng phát ra vẻ yêu dã bức người. Cả người tứ công chúa mềm ngoạt ở trong lòng hắn, giống như con rắn uốn lượn quấn chặt lấy hắn, mùi rượu cứ thế thản nhiên phun lên mặt hắn, khẽ thì thào, ôn nhã tiểu nhã của ta. Công chúa, người say, bàn tay của ôn nhã hắn nhanh chóng vươn ra ôm lấy nàng, sợ nàng ngã xuống. Ta không có say, tứ công chúa hừ một tiếng, nhìn thẳng vào ánh mắt mị nhãn như tơ của hắn. Mọi người đều nói tứ công chúa bản tính hoang dâm, nam sủng thì 3.000 người. Nhưng chỉ có ôn nhã là nam nhân mà nàng sủng ái nhất, không ai mà không biết. Chỉ có một điều họ mãi mãi không bao giờ biết lý do tại sao. Bởi vì ánh mắt của hắn cực kỳ giống người kia, giống với hoàng huynh lạnh lùng của nàng. Lúc này, tứ công chúa nàng si mê nhìn chăm chú vào ánh mắt của hắn. Đem đôi môi kiều mị nhẹ nhàng hôn lên mí mắt hắn, bộ ngực cao vút gắt gao dán chặt lấy trước ngực hắn, ôn nhã ôm ta trở về. Vâng. Nàng nhìn vị nhị công chúa đi bên cạnh mình, trên mặt lộ ra vẻ điềm tĩnh mà hồn nhiên cười. Nhị công chúa là vị muội muội ruột của Dạ Trọng Hoa. Nàng mặc dù không thông minh, tính cách cũng không có vài phần mạnh mẽ, tuy nhiên ở trong cung cũng không dám có bất kỳ ai đến bắt nạt hay khi dễ. Nghĩ vậy, Lý Phương Phỉ liền cười gọi nàng, nhị công chúa, nhị hoàng tử đã trở về, người đã đi hỏi thăm ngài ấy chưa? Nhị công chúa bản ở xem xét ven đường cảnh sát nghe được Lý Phương Phỉ câu hỏi, liền đáp, vẫn chưa, đang định đi thăm huynh ấy, chấm hay là Phỉ Phỉ ngươi cùng ta đến hỏi thăm huynh ấy một chuyến? Được không? Lý Phương Phỉ thấy nhị công chúa hỏi ý kiến của nàng, khóe môi bất giác cong lên nhưng vẫn tỏ vẻ khó xử ra mặt. Nhị công chúa thấy nàng trầm tư suy nghĩ, liền hỏi, sao vậy? Lý Phương Phỉ lúc này mới cười nói, Phỉ Phỉ đương nhiên là cầu còn không được ấy chứ, chỉ có điều. Nhị hoàng tử mới từ Đông Tấn trở về, chắc vẫn còn mệt mỏi. Công chúa lại là người thân thiết với nhị hoàng tử, sao không tự mình làm chút gì đó ví dụ như hầm canh mang đến cho nhị hoàng tử. Nhị công chúa nghe vậy ánh mắt nhất thời sáng ngời, sau đó lại lập tức ảm đạm xuống dưới. Lý Phương Phỉ thấy tình cảnh như vậy, thắc mắc lên tiếng hỏi, công chúa gặp chuyện gì khó khăn? Nhị công chúa lúc này mới lúng túng nói, nhưng ta không biết làm canh hầm. Lý Phương Phỉ nghe xong mới thở dài một hơi, thản nhiên nói, thế này đi, Phỉ Phỉ sẽ giúp công chúa hầm canh, công chúa mang đến cho nhị hoàng tử, đương nhiên công chúa không được nói là do ta làm. Nhị công chúa nghe vậy rất vui vẻ, thật sao? Phỉ Phỉ, ngươi thật sự là một người tốt à? Lý Phương Phỉ chỉ thản nhiên cười, cầm lấy khăn tay khẽ che môi dưới, nhân tiện giấu đi nụ cười âm hiểm giảo hoạt. Trong trời đêm rắt một vòng sáng tỏ minh nguyệt, nguyệt hoa như nước, tinh không ánh sáng ngọc. Hai ngày này quả thực rất bận rộn.
Cả một ngày Dạ Trọng Hoa đều ngồi ở trong thư phòng xem tấu chương, chỉ có một điều khiến hắn buồn bực cả một ngày đó là hắn không hề thấy nha đầu Âu Dương Vũ kia đến hỏi thăm hắn. Không khỏi có chút nhớ nàng, cũng không biết giờ này nàng đang làm gì, chắc còn giận hắn đây. Từng cùng Vũ Nhi lập ước hẹn 3 tháng, bây giờ đã qua mấy ngày rồi, hắn không muốn lãng phí bất kỳ giây phút nào để có thể khiến nàng dập tắt cái ý nghĩ muốn rời khỏi hắn. Dạ Trọng Hoa khẽ cong khóe môi, sau đó cúi xuống xem tấu chương với tốc độ nhanh hơn trước, hắn muốn mau chóng xử lý hết mớ rắc rối này sau đó sớm bồi đắp tình cảm với nàng. Đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa, liền tùy ý trả lời, vào đi. Cửa nhẹ nhàng đẩy ra, Dạ Trọng Hoa cũng không ngẩng đầu lên, liền hỏi, chuyện gì? Hoàng huynh, hôm nay muội đặc biệt đến thăm huynh. Dạ Trọng Hoa nghe thấy âm thanh quen thuộc mới ngẩng đầu lên nhìn thấy muội muội của mình, liền cười nói, nha đầu, trễ rồi đến đây làm gì? Ánh mắt đang nhìn cô tiểu muội nhỏ bé thì đập vào mắt hắn là Lý Phương Phỉ đang đứng bên cạnh. Mày bất giác nhăn lại. Người của phủ Lý gia sao, đối với tất cả người nhà của phủ Lý gia, hắn hầu như không để họ trong mắt còn lại có ác cảm, có điều. Vị tiểu thư của Lý gia này từ nhỏ đến giờ đều luôn thân thiết với muội muội hắn. Nhị công chúa trời sinh ra vốn ngu dốt cũng không có am hiểu lòng người cho nên không có cảm giác được tâm trạng của Dạ Trọng Hoa có chút không vui. Sau đó nàng đi về phía nha hoàn bên cạnh lấy chiếc hộp. Mở ra bên trong liền có một bát canh hầm. Nhanh nhau cầm bát canh hầm đó đưa tới cho Dạ Trọng Hoa, vui vẻ nói, Hoàng huynh, huynh vừa mới từ Đông Tấn trở về. Muội biết huynh rất mệt mỏi cho nên đã tự tay hầm cho huynh bát canh bổ dưỡng, huynh nếm thử đi. Dạ Trọng Hoa nghe vậy có chút nhướng mày khẽ cười, chu đáo thế sao? Được, Hoàng huynh nếm thử xem sao. Hoàng muội của hắn vốn không thông minh, nghe những lời nói như thế cũng có chút ngờ vực. Nhưng Dạ Trọng Hoa cũng đang có chút đói bụng, nên cũng không để bụng nghi vấn vừa rồi, tiêu sái đưa bát canh uống một ngụm, cười nói, ừm, không tệ. Nếu Hoàng huynh thích cứ ăn nhiều lên một chút nha. Nhị công chúa nghe xong vô cùng vui vẻ, quay đầu về phía Lý Phương Phỉ nháy mắt một cái. Dạ Trọng Hoa ừ một tiếng, đem chén canh uống một ngụm nữa rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Lý Phương Phỉ thấy vậy liền cười, trong ánh mắt cũng mang theo một tia giảo hoạt. Nhị công chúa quay đầu nhìn đống tấu thư trên bàn, liền nhìn về phía Dạ Trọng Hoa nói, Hoàng huynh vẫn chưa xử lý xong công việc sao, Dạ Trọng Hoa cười khẽ, ngẩng đầu nhìn sắc trời khẽ nói. Trời không còn sớm nữa, huynh còn bận nhiều việc, muội về trước đi, khi nào rảnh huynh qua thăm muội. Nhị công chúa nghe vậy cười nói, được Hoàng huynh nhớ giữ lời nha, vậy Hoàng muội đi trước. Người đâu, đưa công chúa hồi cung. Dạ Trọng Hoa mắt vẫn không một lần liếc nhìn qua Lý Phương Phỉ, Lý Phương Phỉ đi theo nhị công chúa ra khỏi thư phòng, mới đi tới cửa thì đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội nhìn công chúa nói, công chúa. Phỉ Phỉ không thấy khăn tay của mình đâu cả. Có thể là rơi ở trong thư phòng Hoàng huynh chăng? Nhị công chúa đưa ra phỏng đoán, Lý Phương Phỉ nhanh nhỏ tiếp lời, chiếc khăn này Phỉ Phỉ rất yêu thích, ta phải quay lại tìm. Sắp trời không còn sớm nữa, công chúa mau chóng hồi cung đi. Nhị công chúa nghĩ ngợi gì đó, chắc Hoàng huynh sẽ không gây khó dễ cho Phỉ Phỉ, mà đã muộn như thế này cổng cung mà đóng lại thì lại vướng bận thêm nhiều phiền phức. Nàng quay đầu nhắc nhở vài câu với Lý Phương Phỉ sau đó tự mình trở về cung. Lý Phương Phỉ thấy nhị công chúa đã đi xa mới nhanh chóng xoay người lập tức chạy đến thư phòng. Sau khi Dạ Trọng Hoa uống xong bát canh hầm tiếp tục hoàn thành công việc đang dang dở, đột nhiên cảm thấy đầu bắt đầu choáng váng. Tấu chương đột nhiên bắt đầu quay mòng mòng trong đầu hắn. Dạ Trọng Hoa nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia lạnh như băng, như hiểu ra chuyện gì, tay hắn không tự chủ khẽ đưa lên vuốt mi tâm. Vì thuốc mê bắt đầu ngấm vào cơ thể hắn, cho nên ngay sau đó hắn liền ngã nằm lên bàn. Cửa thư phòng nhẹ nhàng bị mở ra, Lý Phương Phỉ đi đến bàn công văn, trong mắt hiện lên một tia đắc ý, nhìn thấy Dạ Trọng Hoa đang hôn mê, kiên định nói. Ta nhất định sẽ không để bất kỳ cô gái nào có được chàng ngoài ta. Sau khi Dạ Trọng Hoa tỉnh lại chỉ cảm thấy toàn thân một chút sức lực cũng không có, đầu óc cũng có chút mơ màng đau nhức. Hắn cố gắng kéo lại lý trí kiên cường. Gắng gượng mình ngồi xuống. Hắn lúc này mới phát hiện, vốn đáng lý ra phải là thư phòng thì không biết khi nào đã nằm trên giường. Hắn vẫn chưa kịp tiêu hóa hết mọi chuyện thì phía sau hắn truyền đến một âm thanh kiều mị lại có vài phần ủy khuất, nhị hoàng tử, ngài tỉnh rồi sao? Dạ Trọng Hoa ngẩn ra, xoay người lại, phát hiện người nằm bên trong giường lúc này chính là cái người mà hôm qua đã cùng với muội muội hắn tới thư phòng Lý Phương Phỉ. Lúc này nàng dùng chăn che chắn bản thân, lộ ra xương quai hàm tinh xảo, mà y phục của hắn có chút hỗn độn. Dạ Trọng Hoa rất nhanh phản ứng lại, bất giác mắt hắn trở nên lạnh đi, giỏi lắm, dám lừa hắn.
hắn nhìn nàng một cái, ánh mắt sắc bén kia dường như hiểu rõ hết thảy mọi chuyện kia, khiến cho Lý Phương Phỉ không khỏi run rẩy, nhớ tới việc hắn giải quyết nữ tử Sở Phượng Tiên tác quái kia. Nàng trong lòng vô cùng sợ hãi, nhưng cũng rất nhanh khôi phục tinh thần. Cảm giác sợ hãi cũng dần tiêu biến, nàng không phải là cái cô gái ngu ngốc Sở Phượng Tiên kia. Nàng một khi đã ra tay thì sẽ nắm chắc phần thắng. Nàng ôm chăn đứng lên, con ngươi khẽ nhắm xuống. Hai má bắt đầu đỏ ửng, thanh âm nũng nịu, nhị hoàng tử, sao ngài lại nhìn ta như thế? À, bổn vương đang nghĩ loại tiện nhân như ngươi cũng tồn tại sao? Dạ Trọng Hoa hắn từ trước đến nay căm ghét nhất là bị người khác uy hiếp, hắn vốn không quan tâm đến những hạng phụ nữ thế này, càng không muốn có bất cứ dính líu quan hệ gì. Có điều, nếu như đã chọc giận đến hắn, hắn cũng sẽ không đơn giản mà bỏ qua. Lý Phương Phỉ thấy Dạ Trọng Hoa như thế, cảm thấy có chút chột dạ, thuận tiện ôm lấy cánh tay hắn. Đột nhiên khí lạnh tới từ mày. Khóe mắt hắn sau đó là khuôn mặt hắc ám như diêm la địa ngục của Dạ Trọng Hoa trầm giọng lên tiếng, tự động vào bổn vương xem. Cửa phòng bị mở ra, hoàng hậu cùng hạ nhân xuất hiện ở cửa, bọn hạ nhân nhìn thấy tình cảnh trong phòng nhất thời có chút xấu hổ, hoàng hậu một màn như vậy, xoay người lớn tiếng với bọn hạ nhân quát. Còn không mau cút xuống hết cho ta. Bọn hạ nhân lập tức lui xuống, sẵn tiện đóng cửa lại. Hoàng hậu sau khi chứng kiến chuyện này, đáy mắt hiện lên ý cười, nhanh chóng áp chế tâm tình của mình lúc này xoay người lại nhìn Dạ Trọng Hoa cùng Lý Phương Phỉ đang ở trên giường. Chậm rãi nói, vừa rồi có hạ nhân đến bẩm báo, nói rằng sức khỏe của Phi Bạch không được tốt, trong lòng bản cung lo lắng không thôi mới vội vàng chạy đến xem tình hình. Thế nhưng lại, hai người nên cho bản cung một lời giải thích rõ ràng về việc này chứ. Lý Phương Phỉ nức nở, ủy khuất nói, hôm qua Phỉ Phỉ với nhị công chúa cùng nhau đến thăm nhị hoàng tử. Vốn định cùng công chúa trở về nhưng Phỉ Phỉ vì đánh rơi chiếc khăn tay mà Phỉ Phỉ thích nhất ở trong thư phòng nhị hoàng tử nên quay lại tìm. Lúc quay lại thư phòng thì thấy nhị hoàng tử đã gục trên bàn, Phỉ Phỉ sợ nhị hoàng tử có chuyện gì nên tiến lại gần, nhưng không ngờ, nhị hoàng tử ngay, nói đến chỗ này liền nức nở không thành câu. Dạ Trọng Hoa vốn vẫn không thay đổi sắc mặt, ánh mắt vẫn lãnh khốc như vậy, cười lạnh một tiếng, hỏi, bổn vương thế nào? Lý Phương Phỉ ngạc nhiên, nhất thời ngốc lăng, không biết phải trả lời như thế nào thì một bên hoàng hậu lại ra tay đúng lúc giải nguy cho nàng, hỗn xược, Phi Bạch, ngươi nói vậy là có ý gì? Hỗn xược, thứ nhất bà không có tư cách gì để lên tiếng hỏi bổn vương, thứ hai bổn vương có như thế hay không trong lòng bà biết rõ. Nói xong ánh mắt tà ác liếc mắt nhìn Lý Phương Phỉ. Trong đôi mắt chứa đầy sát khí cùng lãnh băng khiến người khác như chìm vào một bầu không khí chết chóc. Đẫm máu, Lý Phương Phỉ bắt đầu trở nên sợ hãi khốn đốn, nhưng vẫn cố tỏ vẻ kiên định bình tĩnh, cắn cắn môi, ngượng ngùng nói, nhị hoàng tử. Đêm qua Phỉ Nhi mất đi tấm thân trong sạch cũng chỉ vì ngài. Hoàng hậu lúc này mới lên tiếng nói, nếu ván đã đóng thuyền, Phi Bạch ngươi phải chịu trách nhiệm với Phỉ Nhi đi. À, trách nhiệm, đương nhiên là cưới nó, cùng nó tổ chức hôn lễ. Hoàng hậu thản nhiên nói. Lý Phương Phỉ ở trên giường bộ dạng vẫn như trước khóc như mưa. Dạ Trọng Hoa nghe vậy sắc mặt càng thêm lạnh như băng, liếc nhìn Lý Phương Phỉ một bộ dáng trên giường. Dường như đang tính toán điều gì, khóe miệng gợi lên một tia cười tà ác trả lời, được. Nói xong chậm rãi đi xuống giường, rời khỏi phòng. Được sao? Hắn đồng ý, không từ chối. Trên giường Lý Phương Phỉ trên mặt mừng như điên, nàng vốn tưởng rằng mình cần phải sử dụng vài chiêu thủ đoạn khác nữa để ép hắn, nhưng hiện tại Dạ Trọng Hoa lại dễ dàng đáp ứng. Khóe miệng của nàng không nhịn được bật ra tiếng cười thỏa mãn, nói vậy Dạ Trọng Hoa cũng có tình cảm với nàng sao? Dạ Trọng Hoa sau khi đã rời đi, Lý Phương Phỉ ngồi trên giường nhìn hoàng hậu hai người nhìn nhau, cười, cảm ơn cô.